Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất xử lý hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 8 trường hợp đã trúng đấu giá vì lý do chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế và cam kết của chính các đơn vị tham gia đấu giá. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đều được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt phương án đấu giá, quy chế đấu giá làm cơ sở để Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản. Trong đó, quy định rõ về trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá, phân kỳ thời gian nộp tiền trúng đấu giá thành 2 đợt để hỗ trợ người trúng đấu giá. Đợt 1 nộp 50% trong vòng 30 ngày theo thông báo của cơ quan thuế, đợt 2 trong vòng 60 ngày tiếp theo phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá còn lại.